Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, Vườn Quốc gia Xuân Sơn đã ứng dụng hệ thống định vị GPS, công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra Smart. Khi ứng dụng công cụ Smart, việc quản lý bảo vệ rừng và theo dõi giám sát đa dạng sinh học của lực lượng chuyên trách đã phát huy hiệu quả. Năm 2022, Trạm Quản lý Bảo vệ rừng khu Lùng Mằng triển khai áp dụng quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra Smart. Từ khi áp dụng công nghệ Smart, việc thu thập dữ liệu trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng của anh Đà và đồng nghiệp thuận tiện hơn trước đây rất nhiều. Không phải cập nhật thủ công những dữ liệu từ các phiếu, biểu giấy, máy ảnh. Giờ đây chỉ cần điện thoại thông minh cài đặt phần mềm Smart, anh có thể thu thập và cập nhật đầy đủ thông tin quãng đường đi tuần tra về máy chủ của Vườn Quốc gia Xuân Sơn. Cài đặt phần mềm Smart trong việc tuần tra, kiểm tra rừng thì nó rất là có cái thuận lợi. Bật Smart phone lên mình lại chụp ảnh, thế là nó lưu lại, xong là kết thúc tuần tra là mình sẽ gửi file, xuất file ra gửi về trung tâm thì là sẽ ra cái báo cáo luôn. Nó rất là tiện. Anh em ở trạm xa thì không phải về tận nơi như ngày trước. Smart là công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra được xây dựng nhằm cải thiện khả năng thực thi pháp luật và giám sát đa dạng sinh học. Qua 2 năm triển khai, toàn bộ các trạm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn đã áp dụng thực hiện. Khi sử dụng Smart, việc thu thập thông tin và dữ liệu hiện trường nhanh, chính xác. Đồng thời, Smart còn được tích hợp sẵn bản đồ vệ tinh và bản đồ của vườn, nên việc tuần tra cập nhật dữ liệu được thực hiện khép kín địa bàn hàng ngày, hàng giờ để có cảnh báo kịp thời về nguy cơ cháy rừng, sạt lở đất. Đội chuyên trách bảo vệ rừng của Quốc gia Xuân Sơn sẽ tập huấn cho các tổ bảo vệ rừng cộng đồng ở các địa bàn, các xã tham gia bảo vệ rừng nắm được cái công cụ Smart này để thực đưa vào trong cái công tác tuần tra quản lý bảo vệ rừng cũng như phòng cháy chữa cháy rừng cho một ngày một hiệu quả hơn. Smart là một ứng dụng hỗ trợ hiệu quả việc quản lý và giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ trong công tác tuần tra bảo vệ rừng và đa dạng sinh học. Với diện tích rộng hơn 15.000 ha, việc áp dụng Smart sẽ khắc phục được những khó khăn do nguy cơ xâm hại rừng ngày một gia tăng, trong khi lực lượng bảo vệ rừng ngày càng mỏng.